Đây là hình ảnh Nhật Bản, một trong những đất nước phát triển hàng đầu thế giới sau vụ sóng thần khủng khiếp diễn ra vào năm 2011. Thảm họa kinh hoàng khiến nhà cửa đổ sập, đường xá ngập trong bùn đất. Một thành phố sầm uất bỗng chốc trở nên hoang tàn sau một đêm. Còn đây là những gì còn sót lại sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter mới diễn ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 2 năm 2023. Mọi thành quả mà con người miệt mài xây dựng trong suốt hàng chục năm cứ thế biến mất trong một khoảnh khắc bởi sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Hoang tàn, đổ nát, tiếng khóc than ai oán của những người còn sống là tất cả những gì chúng ta có thể chứng kiến. Suốt dòng chảy thầm lặng của lịch sử, mẹ thiên nhiên đã không ít lần nổi giận. Vào năm 79 sau Công Nguyên, một thảm họa phun trào của núi Vesuvius đã khiến một trong những thành phố xa hoa bậc nhất thời cổ đại gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Từng lớp bụi than dày đặc và đen kịt đã phong ấn nơi đây, khiến chúng ta phải rất lâu về sau mới phát hiện ra. Việc gì đã diễn ra ở nơi này? Thảm họa ghê gớm nào đã khiến một thành phố bị xóa sổ hoàn toàn? Và liệu điều này có lặp lại trong tương lai hay không? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm ngày cuối cùng ở Pompeii, thảm họa tận thế kinh hoàng. Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức thủ công cho nam đồng hành cùng CB Team. Hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ những sản phẩm của Helios. Helios mang đến các chế tác độc nhất và được thiết kế và gia công bởi nghệ nhân người Việt, với mong muốn đưa các sản phẩm của người Việt vươn tầm thế giới. Những dấu vết đầu tiên của Pompeii được con người hiện đại phát hiện lần đầu tiên vào năm 1599. Kiến trúc sư Domenico Fontana đang lên kế hoạch đào một con kênh ở gần sông Sano. Khi bắt đầu công việc của mình, ông đã tìm thấy một số hiện vật cổ xưa. Đó là những bức bích họa và những khối kiến trúc kỳ lạ. Sự tò mò đã thôi thúc Domenico Fontana kiểm tra chúng một cách kỹ lưỡng. Những thứ tưởng chừng như bình thường mà người kiến trúc sư này tìm thấy đã dẫn con người tới một phát hiện đột phá. Đó là những tàn tích của thành phố Pompeii cổ xưa. Nếu không có những phát hiện này, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện bi thảm của thành phố đó. Người dân Pompeii thực sự đã phải gánh chịu một thảm họa kinh hoàng cho đến lúc chết. Cuộc khai quật ở Pompeii được chính thức tiến hành vào năm 1738 dưới sự lãnh đạo của một kỹ sư người Tây Ban Nha. Lần này, nhóm những nhà khảo cổ học đã tìm thấy những bộ xương trong lớp tro dày bị nén. Chuyện gì đã xảy ra? Buổi sáng ngày 24 tháng 8 năm 79, một ngày mới bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Mặt trời vẫn ló dạng, như một thảm họa đã sắp sửa ập tới. Chỉ trong chốc lát, từng con đường, từng ngôi nhà, từng cửa hàng biến thành một đống tro tàn vụn vỡ và đầy chết chóc. Buổi trưa hôm đó, núi lửa Vesuvius ở bờ biển phía đông của miền Nam nước Ý đã phun trào. Từng cột nham thạch phun dữ dội khỏi miệng núi lửa, như thể chúng đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Từng cuộn khói đen dập trời dậy đất, toàn bộ thành phố Pompeii bị chôn vùi trong tro bụi. Hình ảnh này có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khủng khiếp của thảm họa ở Pompeii. Đó là những tư thế cuối cùng của người dân trước khi họ chết một cách đột ngột. Đứng trước ngưỡng cửa tử thần, những người dân đã ôm lấy nhau với hy vọng sống sót vô cùng mong manh. Nhiều gia đình đã được nhóm khảo cổ tìm thấy trong tình trạng chen chúc nhau. Thậm chí, xác của chó hay ngựa trong tình trạng vô cùng đau đớn cũng được nhóm khảo cổ tìm thấy ở tàn tích này. Những bằng chứng khảo cổ đã cho thấy những người dân ở đây chỉ đang trốn chạy một cách bị động. Họ chết trong chính những ngôi nhà của mình. Có lẽ không phải họ đang chờ đợi cái chết một cách thụ động. Thảm họa ập đến quá nhanh khiến họ chẳng thể kịp trở tay. Thảm họa ghê gớm này đã diễn ra như thế nào vậy? Chúng ta hãy thử ghép những mảnh ghép về sự kiện phun trào thảm khốc vào ngày định mệnh đó ở Pompeii để thấy được bức tranh toàn cảnh về thảm họa. Đó là ngày từ tháng 8 năm 79, một ngày bình thường, một buổi trưa nhộn nhịp trong khu chợ đông dân cư
với những tiếng trao đổi mua bán tấp nập. Rồi một tiếng gầm chói tai vang lên trong không khí. Mặt đất rung chuyển một cách dữ dội. Người dân ngã nhào lên nhau, những sạp hàng sụp đổ trong chốc lát. Vụ phun trào khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Dung nham phun mạnh với tốc độ 1,5 triệu tấn mỗi giây. Dòng nham thạch chảy từ sườn núi thì đạt tốc độ đến 724 km/h và có nhiệt độ lên đến gần 1.000 độ C. Phần lớn tượng dung nham này đã rơi vào Pompeii và thị trấn Helucanum lân cận. Mọi người bỏ chạy hoảng loạn, khóc thét lên trong nỗi hoảng sợ cùng cực. Những cơn mưa tro và đá bụi liên tục được đổ xuống chỉ trong vài giờ. Đợt phun trào chỉ kéo dài chưa đến một ngày, nhưng những nơi dung nham đi qua đã chẳng còn gì nữa. Cả thành phố u ám như màn đêm dù là vào giữa trưa, một cảnh tượng đầy chết chóc. Những người dân chẳng thể nhìn thấy mặt trời. Các bằng chứng khảo cổ học chỉ ra rằng một số người dân đã tìm mọi cách để chạy trốn khỏi Pompeii, nhưng một số khác lại khóa chặt cửa nhà mình với hy vọng sống sót. Những tầng tro cao tới 3 mét hay thậm chí 6 mét đã phủ kín những hy vọng mong manh của những người dân khốn khổ. Nhưng thảm họa đó vẫn chưa dừng lại. Những đợt nham thạch tiếp theo tiếp tục dội xuống thành phố và những khu vực lân cận vào lúc nửa đêm. Gần 19 giờ đồng hồ sau khi núi lửa chính thức phun trào, toàn bộ Pompeii đã bị bao phủ bởi đá, bụi và nham thạch chết người. Nhiệt độ trong những đám mây tro lên tới 100 độ C, phủ kín nơi này. Các chuyên gia nghiên cứu về thảm họa đến từ Đại học Bury đã khẳng định rằng chẳng có cơ hội nào cho những người dân Pompeii, kể cả khi họ muốn tự cứu lấy chính mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, quá bất ngờ. Những hạt tro mịn nhuốm không khí thành một màu đen tử thần khiến những người dân Pompeii chết vì ngạt khí. Khi từng mảng đất đá rơi xuống, những ngôi nhà dần bị phá hủy, chẳng có cơ hội nào cho người dân tự cứu lấy chính mình cả. Sự kiện phun trào khủng khiếp này đã diễn ra quá lâu, cách thời đại chúng ta đang sống hàng nghìn năm. Tuy nhiên, vẫn có những bằng chứng cụ thể về vụ phun trào Pompeii khiến chúng không bị lớp bụi thời gian phong kín. Khi vụ phun trào diễn ra, Pliny mới chỉ 18 tuổi và đang sống ở Misenum, nằm đối diện với Pompeii. Những dư chấn của việc phun trào sau đó cũng ảnh hưởng đến nơi mà Pliny sống. Do vậy, anh đã ghi chép chúng rất tỉ mỉ. 25 năm sau, anh đã gửi bức thư ghi chép những gì mình tận mắt chứng kiến về thảm họa cho sử gia Tacitus. Là thư thứ nhất thuật lại những trải nghiệm của người chú Pliny, người tận mắt chứng kiến vụ phun trào. Đó là một trong những bằng chứng vô cùng quan trọng về vụ phun trào ở Pompeii. Ngoài lá thư ghi chép về những quan sát của mình, anh còn gửi kèm lá thư thuật lại những trải nghiệm của người chú Pliny già, người tận mắt chứng kiến vụ phun trào ở Pompeii. Ông đã trông thấy vụ phun trào bên kia vịnh Napoli, nằm cách Pompeii khoảng 29 km. Ông đã tập hợp một đội thuyền đi giải cứu một người bạn đang mắc kẹt bên kia. Pliny trẻ nhìn thấy một đám mây cực kỳ dày đặc đang nổi lên nhanh chóng trên đỉnh ngọn núi. Anh mô tả rằng thật tệ vì lẫn trong tiếng chuyển động dữ dội của đất đá và nham thạch là tiếng la hét đau đớn của người dân. Đêm đó, một cơn chấn động đánh thức ông và mẹ ông khiến họ phải chạy ra sân sau. Một trận động đất lúc bình minh khiến dân chúng hoảng loạn chạy khỏi ngôi làng. Rồi tới trận động đất lần ba, thì biển dường như tự cuốn mình lại và bị đẩy ra khỏi bờ. Điều này dường như ám chỉ sóng thần, một cơn thịnh nộ ghê gớm hơn sắp đến. Tuy nhiên, không có bằng chứng về thiệt hại do cơn sóng thần gây ra. Ánh sáng buổi sớm bị che khuất bởi một đám mây đen le lói tia sáng. Đám mây che khuất mũi Misenum và đảo Capraia bên kia vịnh. Lo sợ cho sự sống còn của mình, dân chúng bắt đầu gọi nhau và di tản dọc theo con đường để tránh khỏi bờ biển. Mẹ của Pliny yêu cầu ông từ bỏ bà để cứu mạng chính mình, vì bà đã quá đỗi già yếu. Pliny không bỏ mặc mẹ và cố gắng dắt bà đi nhanh nhất có thể. Một cơn mưa tro bắt đầu đổ xuống. Pliny thấy rằng cần phải liên tục rũ tro để tránh bị chôn vùi. Sau đó, tro bụi ngừng rơi. Những tia sáng yếu ớt của mặt trời cố gắng len lỏi qua những đám mây
khuyến khích Pliny trẻ và mẹ ông trở về nhà để chờ đợi tin tức của người chú Pliny già. Bức thư miêu tả đống tro như một lớp tuyết dày đặc. Nhưng tro bụi thì ngược lại, đen kịt, đậm mùi chết chóc. Chú của Pliny trẻ, Pliny già, là chỉ huy của hạm đội La Mã tại Misenum. Ông đã quyết định tự mình đi chứng kiến và điều tra hiện tượng. Ông băng qua vịnh và gặp phải những cơn mưa tro đã bọt dày đặc ở vùng nước nông phía bên kia. Khi người lái thuyền khuyên rằng là nên quay lại, ông vẫn ra lệnh cho thuyền trưởng thẳng tiến tới Stabiae, nằm cách Pompeii khoảng 4,5 km, nơi tổng đốc La Mã Pomponius ở. Pliny già và nhóm của ông nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở nhiều phần của ngọn núi. Có lẽ những ngôi làng đang cháy. Trong khi trú đêm ở đó, cả nhóm buộc phải ra ngoài do đống tro có thể sẽ chặn hết các lối ra. Họ đánh thức Pliny, người đang nằm nghỉ vào ngày lớn. Họ đồng ý chuyển ra cánh đồng với những chiếc gối buộc vào đầu để bảo vệ mình khỏi các mảnh vụn rơi. Họ ra đến bãi biển, nhưng gió vẫn không đổi chiều. Pliny ngồi xuống chỗ cánh buồm đã được trải sẵn cho ông và không thể gượng dậy ngay cả với sự hỗ trợ từ bạn bè. Rất có thể, đó là lý do khiến mọi người bỏ lại Pliny già. Trong lá thư đầu tiên gửi cho Tacitus, Pliny trẻ cho rằng cái chết của người chú mình là do một đám mây mưa chứa đầy khí độc và lưu huỳnh bao trùm cả nhóm. Dòng nham thạch từ Vesuvius chảy với tốc độ khoảng 80 km/h. Nhiệt độ như vậy khiến máu trong cơ thể con người sôi lên ngay lập tức. Không ít nhà nghiên cứu cho rằng những người dân Pompeii đã chết trong đau đớn bởi cái nóng khủng khiếp. Nhưng điều tồi tệ hơn là ngay cả dịch não của chúng ta trong cái nhiệt độ như thiêu như đốt như vậy cũng chẳng thể chịu được. Không ít nghiên cứu chỉ ra rằng đầu của con người vào thời điểm lúc bấy giờ đã phát nổ theo đúng nghĩa đen. Tất cả các mô mềm trong cơ thể họ bị đốt cháy chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Những bằng chứng về điều này đã được tìm thấy ở các thị trấn nằm ngay dưới chân núi. Vậy tại sao người dân Pompeii lại không sơ tán để tránh khỏi tai họa chết chóc? Có lẽ người dân của một trong những thành phố sầm uất nhất thời La Mã cổ đại cũng không hề biết rằng họ đang nằm kề cạnh ngay lưỡi hái của tử thần. Núi Vesuvius đã ngủ yên trong 1.800 năm, một quãng thời gian vô cùng dài. Hơn nữa, vào thời kỳ lúc bấy giờ, con người chẳng hề có những trang thiết bị tiên tiến để dự báo thiên tai thảm họa. Họ không ngờ ngọn núi lửa Vesuvius tưởng đã chết gần đó, vẫn âm thầm nuôi cơn thịnh nộ lớn dần, để rồi một ngày giáng đòn khủng khiếp xuống Pompeii. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện đại tin rằng vẫn còn có những dấu hiệu cảnh báo thảm kịch. Vài ngày trước khi cuộc phun trào diễn ra, một vài vụ rung chuyển nhẹ đã xảy ra. Pompeii thời kỳ bấy giờ là một thành phố vô cùng phát triển. Họ sở hữu dụng cụ đo địa chấn tương đối tiên tiến. Thêm nữa, chắc chắn họ phải thấy khói bốc lên từ ngọn núi lửa. Tại sao người dân Pompeii lại bỏ qua tất cả những dấu hiệu này? Nếu để ý kỹ một chút, có lẽ con số người chết sẽ không chạm tới mức 2.000 người vô tội. Trong một cuốn sách viết về Pompeii, tác giả Paul Wilkinson đã nhấn mạnh rằng thực sự mẹ thiên nhiên đã cố gắng cảnh báo người dân về một thảm kịch có thể xảy ra. Nhưng thật tiếc, họ đã phớt lờ chúng. Trước khi thảm họa phun trào diễn ra, người dân Pompeii đang vui vẻ tổ chức lễ kỷ niệm tôn vinh nhà vua của mình. Khung cảnh thật xa hoa diễm lệ. Đây là khung cảnh sầm uất của thành phố Pompeii trước khi bị từng lớp tro đen dày đặc phủ kín. Pompeii nằm trong vùng Campania, một khu vực bờ biển về phía tây nam nước Ý. Nó nằm gần thành phố Naples và núi lửa Vesuvius. Trong suốt dòng chảy của lịch sử, Pompeii luôn là một trong những địa điểm trù phú và xa hoa. Bởi vậy, thành phố đã trở thành mục tiêu tranh giành của những đế chế cổ đại. Theo trang History, người Hy Lạp bắt đầu lập thuộc địa ở vùng Campania từ thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Từ lúc đó, họ đã xem Pompeii là một khu cảng biển quan trọng. Vùng Campania bao gồm Pompeii trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành giữa người Hy Lạp với người Etruscan. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, người Oscan, hay còn gọi là Ossi, mới bắt đầu thành lập thành phố Pompeii một cách chính thức.
những người khai hoang vùng đất sớm nhận ra nơi đây cũng như vùng lân cận hội tụ hai yếu tố thế mạnh: khí hậu thuận lợi và đất đai phì nhiêu. Nhờ những điều kiện này mà Pompeii có thể phát triển mạnh các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt trong việc trồng nho và ô liu. Trải qua một giai đoạn lịch sử tiếp theo, người Samnite cũng bắt đầu xâm chiếm dần Pompeii cùng những khu vực khác của Campania. Và đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, họ trở thành những người cai trị thành phố. Tuy nhiên, đế chế của người Samnite ở đây cũng không tồn tại quá lâu. Trải qua cuộc chiến kéo dài gần hơn nửa thế kỷ với người La Mã, người Samnite sau cùng cũng phải nhường lại quyền cai trị Pompeii. Từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, Pompeii chính thức chịu ảnh hưởng của đế chế La Mã. Dù vậy, những người sống tại Pompeii đa phần có nguồn gốc là người Samnite. Vì vậy, dù để cho La Mã cai trị, song họ vẫn giữ thái độ không phục. Pompeii tồn tại trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Họ sử dụng ngôn ngữ riêng và tư tưởng theo người Samnite. Về lâu dài, tình trạng này dẫn đến sự cực đoan, khiến cho các cuộc nổi dậy mạnh nhà nổ ra. Một trong số đó diễn ra vào năm 80 trước công nguyên, buộc viên tướng quân đội khét tiếng tàn bạo của La Mã là Lucius Cornelius Sulla tiến hành bố giáp thành phố và biến nó cùng nhiều vùng tại Campania thành thuộc địa của Venus. Nói cách khác, Pompeii chính thức thuộc sở hữu của La Mã từ đây. Việc Pompeii lần lượt bị đặt dưới sự kiểm soát của nhiều đế chế và phải tranh giành bằng các cuộc giao chiến đã cho thấy giá trị của nó. Sau khi trở thành một phần của La Mã, Pompeii bắt đầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngôn ngữ Latin bắt đầu thay thế tiếng của người Oscan. Thể chế, kiến trúc và văn hóa cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Toàn bộ thành phố được bao bọc bởi các bức tường thành kiên cố với rất nhiều cổng thành để ra vào. Theo Ancient miêu tả, mỗi khu vực đặt cổng thành sẽ có 2 đến 3 cánh cổng. Mỗi cánh cổng sẽ dành mỗi loại tầng lớp khác nhau trong xã hội hoặc một số loại phương tiện giao thông nhất định. Bên trong thành phố, đường xá được xây dựng và mở rộng. Nhiều con đường rộng rãi được lát đá nhưng không được đặt tên hay đánh số. Một số bằng chứng khảo cổ chỉ ra rằng khi đó, người La Mã đã đặt một số tuyến đường thành đường một chiều để thuận tiện qua lại. Điều đó cho thấy sự phồn vinh của Pompeii ngay cả trên các con phố. Nhà cửa trong thành phố cũng cực kỳ đa dạng, từ những căn nhà bình thường cho đến các cửa hàng, đền thờ, quán rượu, trường học, đấu trường và cả những căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Chính sự phồn vinh nơi đây mà nhiều người trong giới quý tộc La Mã chọn Pompeii để du lịch nghỉ mát. Các cuộc khai quật đã giúp tìm ra các tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ với nội thất và trang trí xa hoa. Hầu hết chúng được xây vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và mang đậm dấu ấn từ khi còn là thuộc địa của La Mã. Nhiều căn nhà có cả bể bơi đặt trong vườn, đài phun nước, vách thạch cao. Một trong những nhân vật quan trọng của đế chế La Mã là hoàng đế Nero cũng được cho là sở hữu một căn biệt thự nguy nga ngay tại Pompeii. Pompeii không chỉ là chốn xa hoa, nó còn là nơi lưu trữ nhiều giá trị văn hóa của La Mã cổ đại. Năm 75 trước công nguyên, đấu trường với kiến trúc vòng đặc trưng được xây dựng, có sức chứa lên đến 5.000 người. Giao thương cũng là một thế mạnh quan trọng của Pompeii, và nó được đế chế La Mã xem là một trong những khu vực quan trọng nhất để phát triển kinh tế. Không chỉ bởi nó sở hữu nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, mà còn bởi vị trí thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa. Cũng như người Hy Lạp từ khi khai thiên lập địa, người La Mã cũng có ý thức được tầm quan trọng của cảng biển Pompeii. Cảng tại Pompeii là nơi có vai trò quan trọng nhất tại vịnh Naples. Đó là lý do mà hàng hóa từ các nơi xung quanh như Nola, Nuceria và Assyria tập trung về đây, rồi từ đó vận chuyển, phân phối trên khắp đế chế hoặc buôn bán giao thương với nước ngoài. Dầu ô liu, rượu vang, lúa mì, sợi len, muối thì được mang đi xuất khẩu. Pompeii còn là nơi cho các thương lái nước ngoài mang hàng hóa đến để buôn bán. Những mặt hàng mà thành đô này cho nhập khẩu bao gồm trái cây ở những xứ khác, gia vị, lụa. Thậm chí nơi đây còn là điểm để các điền chủ mua nô lệ từ các xứ khác nhằm phục vụ cho nền kinh tế nông nghiệp đồ sộ. Trải qua thời gian nhiều thế kỷ tranh chấp rồi ổn định và phát triển vượt bậc, thế nhưng mọi thứ lại không thể tồn tại vĩnh viễn với Pompeii.
mọi thứ mà người dân Pompeii phải mất tới hàng trăm năm mới xây dựng được đã biến thành đống tro tàn chỉ sau một đêm bởi sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Sở dĩ, sự phì nhiêu mà Pompeii đang sở hữu để phát triển các ngành nông nghiệp chính là nhờ vào những vụ phun trào của núi lửa. Lớp đất tại vùng vịnh Naples do núi lửa Vesuvius bồi đắp rất giàu các dưỡng chất nitơ, phosphor, kali tốt cho cây trồng. Pompeii nhờ đó cũng được hưởng lợi bởi núi Vesuvius. Nhưng chỉ sau vài giờ khi thần chất Vesuvius thức giấc, hơn 2.000 sinh mạng của người dân vô tội đã bị cướp mất. Sau thảm họa kinh hoàng được ví như khúc dạo đầu của ngày tận thế đó, những tàn tích về Pompeii đã bị lãng quên cho đến khi nó được khám phá bởi các nhà khảo cổ học vào năm 1738. Theo dấu tích khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện những khối rỗng do hàng nghìn xác người bị sức nóng của dung nham núi lửa thiêu sống họ thành tro. Khi đổ thạch cao vào đó, họ nhận ra những người dân Pompeii đã chết trong đủ mọi tư thế. Họ đều giống nhau là chết trong tư thế tự nhiên, không có dấu hiệu đau đớn. Sức ép của hơi nóng khủng khiếp đã khiến cơ thể ngừng hoạt động gần như ngay lập tức. Vì thế, không ai kịp có phản xạ tự vệ hoặc tỏ ra đau đớn. Các nhà khảo cổ đã tìm được khoảng hơn 1.000 thi thể nạn nhân đã bị chôn vùi trong trận trào nham thạch. Hầu hết các thi thể đều được tìm thấy dưới dạng bị thạch cao bao phủ toàn bộ, cộng với tư thế co quắp và nét mặt kinh hãi vẫn còn hiện nguyên. Ông Pier Paolo Petron, một nhà cổ sinh vật học tại Bệnh viện Đại học Federico Đệ Nhị ở Naples, nước Ý, đã nghiên cứu các nạn nhân của thảm họa núi lửa Vesuvius trong nhiều thập kỷ. Một số nghiên cứu của ông đã củng cố bằng chứng cho thấy rằng tro và các loại khí ga không phải là nguyên nhân chính gây tử vong cho các cư dân trong thành phố như các nghiên cứu khác đã kết luận. Thay vào đó, Petron cũng lập luận rằng chính nhiệt độ cực cao đã giết chết hầu hết cư dân thành phố, khiến họ chết rất nhanh và có lẽ không cảm nhận nổi được sự đau đớn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiệt độ tác động lên cơ thể người ở Pompeii khác với những nơi khác. Ở vị trí cách núi lửa 6 dặm, Pompeii lúc đầu đã bị những mảnh vỡ văng ra từ núi lửa rơi xuống, khiến nhiều ngôi nhà sụp đổ và đè lên những người bên trong. Sau đó thành phố bị bủa vây bởi khí bụi nham thạch, thứ được cho là nguyên nhân chính đẩy số lượng người tử vong lên cực điểm. Có thể đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng của các nhà khoa học về thảm họa ở Pompeii. Nhưng rốt cuộc tranh luận tới lui mãi thì cũng chỉ là nghiên cứu về những hiện tượng bề mặt mà không tìm được nguyên nhân sâu xa đằng sau. Nhưng mà liệu vụ phun trào của núi lửa Vesuvius có phải là hiện tượng tự nhiên xảy ra một cách ngẫu nhiên hay không? Trong những tàn tích mà các nhà khảo cổ học tìm thấy ở Pompeii, họ đã tìm được những di ngôn của nạn nhân trước khi chết viết vội trên tường. Rất nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của Pompeii cũng là nguyên nhân khiến nhiều nền văn minh bị diệt vong, có quan hệ đến sự bại hoại về đạo đức. Nhà sử học cổ đại Mary Beard thuộc Đại học Cambridge từng viết cuốn Pompeii, The Life of the Roman Town. Trong đó bà viết, trên các ô cửa, xưởng bánh, đường phố, đều dễ dàng có thể nhìn thấy hình ảnh các bộ phận sinh dục. Đó là biểu tượng của quyền lực, địa vị và may mắn. Trong kỹ viện, nhà nghỉ, biệt thự, các bức họa, tác phẩm điêu khắc về tình dục, không chỗ nào là không nhìn thấy. Các tác phẩm điêu khắc về cảnh giao hợp cũng được bày biện trong các công viên. Trên khắp các tường của nhà xưởng, cửa hàng, nhà nghỉ của thành Pompeii đều đầy rẫy các loại bức bích họa rất khó coi. Quan hệ tập thể loạn tính có thể thấy ở khắp nơi. Pompeii có 20.000 nhân khẩu, mà có tới 25 tòa kỹ viện lớn nhỏ khác nhau. Toàn xã hội phóng túng, dâm dục. Bên cạnh tình trạng dâm loạn của xã hội, thì việc ngược đãi nô lệ tại Pompeii cũng rất thảm khốc. Phần quan trọng nhất tạo nên sự giàu có của người Pompeii khi giao thương mậu dịch với bên ngoài không phải là hàng hóa mà chính là nô lệ. Trong các gia đình giàu có ở Pompeii, không chỉ là hết thảy việc trang trí nhà, may vá quần áo, ăn mặc đi lại đều do người nô lệ làm, mà họ còn phải tham gia vào các việc lao động nặng nhọc. Nô lệ thậm chí còn không được xem là con người đúng nghĩa. Tầng lớp quý tộc xa hoa xem họ như những món hàng để thỏa mãn thú vui của mình. Trong các đấu trường, người nô lệ đã bị dã thú cắn xé thân xác, nhưng người ta vẫn cứ hưng phấn hò hét và vui mừng thưởng thức. Những người giàu thậm chí dùng nô lệ vừa bị giết để nuôi lươn biển, bởi vì họ cho rằng
như thế mới cho mùi vị tươi ngon. Đấu trường thành Pompeii là một trong những đấu trường lâu đời nhất trên thế giới. Nó có thể chứa được 12.000 người, mà lúc ấy, tính cả nô lệ, thì dân số Pompeii mới chỉ có 20.000 người. Với sức chứa lên đến hơn một nửa dân số, đủ thấy người dân Pompeii cuồng nhiệt với những cuộc đấu người thú như thế nào. Những cuộc thi đấu vô nhân tính sẽ diễn ra ở đó. Những cảnh tượng dữ tợn, thú vật đói xé xác những người nô lệ khốn khổ thường xuyên xảy ra trong các cuộc đấu này. Người Pompeii thì lại phấn khích điên cuồng vì nó. Hãy tận hưởng cuộc sống này đi, ngày mai khó mà đoán trước. Có lẽ tất cả những gì diễn ra ở Pompeii vào ngày định mệnh hôm đó là những điều được thiên nhiên sắp đặt sẵn. Sự phóng túng và sao đoạt đã thực sự giết chết một nền văn minh phát triển. Chúng ta đang sống trong một thời đại có trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Và con người thực sự đã và đang có những hành động khiến mẹ thiên nhiên nổi giận không ít lần, như những gì chúng tôi đề cập đến ở đầu video. Vậy, liệu thảm họa mà núi Vesuvius có diễn ra trong thời kỳ hiện đại hay không? Đây là hình ảnh Vesuvius khi nhìn từ vệ tinh trên cao. Qua lỗ hổng giữa những đám mây, Vesuvius như thể đang nhìn thẳng lên bầu trời vậy. Theo Life Science, bức ảnh được chụp bởi máy ảnh của vệ tinh Landsat 8 và được đài quan sát trái đất của NASA công bố vào ngày 10 tháng 1. Trong hình ảnh mới, chúng ta có thể nhìn thấy hõm chảo, một chỗ lõm lớn giống như cái bát hình thành khi núi lửa phun trào và sụp đổ. Trên đỉnh núi lửa cũng như một phần của sườn núi lớn ở phía bắc, sườn núi đó là tàn tích của núi Soma, một ngọn núi lửa cổ đại đã từng đứng ở cùng một vị trí với núi Vesuvius. Thành phố Pompeii hiện nay đang là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút khoảng 3 triệu lượt khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vesuvius đột nhiên phun trào thêm một lần nữa? Vesuvius đang nằm trên một khối lượng magma khổng lồ. Nó đã ngủ yên trong 72 năm qua. Nhưng tất cả các chuyên gia đều cảnh báo rằng Vesuvius chỉ đang âm thầm chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ dữ dội trong tương lai mà thôi. Hiện nay có khoảng 6 triệu người đang sinh sống xung quanh ngọn núi lửa này. Vấn đề đang nói ở đây là Vesuvius vô cùng nguy hiểm. Con quái vật này thật khó chịu. Vesuvius không giống như những ngọn núi lửa khác. Nó không hề đưa ra bất cứ dấu hiệu nào đáng kể trước một đợt phun trào mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao mà Vesuvius được đánh giá nguy hiểm hơn nhiều so với một số những siêu núi lửa như Yellowstone. Các nhà địa chất tin rằng vụ phun trào tiếp theo ở Vesuvius có thể diễn ra trong khoảng 100 năm tới. Lượng magma dày đặc trong ngọn núi được chia thành nhiều lớp. Dòng dung nham từ vụ phun trào gần đây nhất xảy ra vào năm 1944 đã phá hủy ngôi làng San Sebastiano gần đó. Dựa trên phân tích địa chất về các lớp dung nham xung quanh, núi Vesuvius có tổng cộng 8 vụ phun trào lớn trong 17.000 năm qua, theo đài quan sát trái đất. Mặc dù vẫn đang yên ắng kể từ lần phun trào cuối cùng, núi Vesuvius vẫn được xếp vào loại núi lửa đang hoạt động. Nó được coi là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất hành tinh, vì bất kỳ vụ phun trào nào trong tương lai đều có khả năng phá hủy Naples, một thành phố của Italia nằm cách núi lửa 12 km về phía tây bắc, là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Năm 2011, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã mô tả núi Vesuvius là quả bom hẹn giờ của châu Âu. Đó là lý do tại sao Viện Địa lý và Núi lửa Quốc gia của Ý duy trì sự giám sát với Vesuvius kể cả ngày hay đêm, lo sợ về một thảm kịch có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chính phủ Ý đã xây dựng những kế hoạch dành cho những kịch bản xấu nhất. Kế hoạch kêu gọi 700.000 người dân đang sống trong khu vực nguy hiểm trong 72 giờ đã được đặt ra. Nhưng làm cách nào để sơ tán một lượng lớn người dân như vậy? Hầu hết những khu vực xung quanh Vesuvius có khả năng bị tàn phá là những vùng đất nông nghiệp, nên vấn đề giao thông cũng là một trở ngại. Nếu điều kiện thời tiết lý tưởng, tàu thuyền sẽ là phương tiện di chuyển tương đối hợp lý. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là kế hoạch mà thôi, bởi vụ phun trào diễn ra vào năm 79 ở đây đã giết chết những người dân vô tội chỉ trong vài giây. Nhiệt độ cao đột ngột thậm chí còn khiến người chết co rút thành những hình dáng kỳ lạ. Đất đá và dung nham sẽ phun ra với tốc độ mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Theo dự đoán của những chuyên gia, nếu như Vesuvius phun trào thêm một lần nữa, khoảng 10.000 sinh mạng sẽ chẳng thể an toàn mà sống sót. Hàng triệu người sẽ mất nhà cửa và không thể sinh hoạt bình thường trong những ngày tháng tiếp theo. Xét đến góc độ kinh tế, vụ phun trào có thể sẽ tiêu tốn tới 20 tỷ đô của chính phủ. Những cột khói đen kịt bao phủ bầu trời rõ ràng sẽ khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế. Chính phủ đã xây dựng một công viên quốc gia xung quanh Vesuvius để ngăn chặn việc người dân phát triển cuộc sống định cư ở đó. Nhưng dù Vesuvius có ghê gớm đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ chỉ gây ảnh hưởng tới một khu vực nhất định. Ý chúng tôi là, có những siêu núi lửa có thể gây ra nạn diệt chủng. Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng, mặt đất xung quanh siêu núi lửa đang thức tỉnh của Ý đã tăng tới 20 mét. Vào năm 1538, mặt đất bên dưới Campi Flegre gần Napoli phình to đến mức nứt vỡ, chôn vùi ngôi làng Cipogole thời La Mã bên dưới dòng tro bùn và dung nham của nó, đã trở thành một ngọn núi mới, Monte Nuovo. Campi Flegre có nghĩa là cánh đồng cháy hoặc cánh đồng lửa. Là một mạng lưới rộng lớn, hầu như bị che khuất bởi 24 miệng núi lửa và tòa nhà trải dài từ miệng núi lửa rộng lớn đối diện với núi Vesuvius ở rìa phía tây của Napoli đến vịnh Puzzoli gần đó. Hơn 1,5 triệu người sống bên trên khu phức hợp núi lửa ngầm rộng lớn và nửa triệu người có nhà bên trong miệng núi lửa trải dài 11 km được hình thành sau một vụ phun trào khổng lồ cách đây 39.000 năm. Nếu Campi Flegre tái hiện vụ phun trào lớn nhất được biết đến cách đây 39.000 năm, nó có thể đưa đá nóng chảy và khí núi lửa lên tầng bình lưu. Thảm họa núi lửa có thể gây ra sóng thần cao 33,5 mét và phát tán một luồng lưu huỳnh và tro độc hại có thể nhấn chìm trái đất. Tạo nên mùa đông toàn cầu trong nhiều năm, giết chết mùa màng và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt. Vào hồi tháng 4 năm 2023, có tới 600 trận động đất lớn nhỏ đã được ghi nhận ở xung quanh khu vực này. Những thi thể chất thành gò của người dân Pompeii thực sự buộc hậu thế phải nhớ tới thảm họa kinh hoàng diễn ra ở Pompeii. Ngày 4 tháng 8 năm 79 đã trở thành một ngày đáng nhớ khi trận thiên tai nghiêm trọng nhất lịch sử thế giới cổ đại đổ ập xuống nơi đây. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã khiến một thành phố vốn xa hoa và sầm uất như Pompeii sụp đổ vĩnh viễn, chẳng thể phục hồi được nữa. Tuy xét về góc độ thời gian, vụ phun trào ở Vesuvius chỉ là sự việc diễn ra trong quá khứ xa vời. Nhưng những dấu tích còn sót lại của thành phố khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Đó có lẽ là một lời cảnh tỉnh từ quá khứ buộc con người phải đối xử tốt hơn với môi trường mà chúng ta đang sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Thật mặt ekip, Việt Cường chúc mọi người có một ngày tốt lành bên gia đình.